nguyên bản thì vòng tour bao nhiêu mới chuyển anh? Nguyên bản thì từ 2.000 đến 2.500 cho số 1, 2, 3, 4. Cao vậy hả? Ừ. Cho nên là mọi người chạy sẽ thấy sao xe nó gào dữ. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay nghe anh Đức nói là có một cái trò mới vui lắm. Thành ra là mình sang Basel Tuning để xem có trò gì vui. Rồi, hôm nay mình có một món mới dành cho Ford Ranger Raptor, Ranger quay chắc và Everest. Sử dụng hộp số 10 cấp 10R80 nha. Nói chung là đời từ 2022 trở về trước. Mà chính xác là mình làm gì anh? Chính xác nó là remap hộp số. Remix hộp số mà. Đúng rồi. Nghe hay ta. Mà đó giờ toàn nghe remap, remix động cơ không à. Bây giờ có thêm remix hộp số nữa. Đúng rồi. Này lạ, mời anh chia sẻ cụ thể hơn đi. Rồi. Đối với mấy cái dòng xe này thì từ lúc nó ra tới bây giờ cũng từ 2018 ha. Thì feedback của khách hàng là ở cái ga mà đi trong phố số 1, 2, 3, 4 nó sẽ gào và nó chuyển số rất là trễ. Đặc biệt là con Raptor. Thì cái việc remap hộp số sẽ cho phép mình canh chỉnh lại được theo ý mình thích. Cái vòng tua nó sang số, thời điểm nó sang số cũng như là cái tốc độ sang số nó sẽ khác đi. Nói chung là nguyên bản những cái dòng xe Ranger rồi Everest xài hộp số 10 cấp á thì nó sang số ở cái giải tua cao quá, thành ra là cảm giác cái xe nó bị gào. Nó cố gồng đúng không? Đúng kiểu rồi. Kiểu vậy, thành ra là đi mình có cảm giác là không được êm tai cho lắm. Ngoài ra nữa là cái việc bước chuyển số của nó, thí dụ như từ 1 lên 2, từ 2 lên 3 nó chậm quá, thành ra là nhiều khi là mình lái nó cũng không có đáp ứng theo cái nhu cầu tốc độ của mình liền. Kiểu như là cái xe nó hơi cà lăm chút. Đúng rồi. Đó, thì nhiều khi mình cần nó sang nhưng mà nó lại không sang, nó cứ ngâm nó tiếp thêm 200-300 vòng nữa thì chạy sẽ gào và rất là khó chịu. Thì bây giờ cái giải pháp mình đã tìm hiểu và mình đưa ra được cái bản map nó phù hợp và chạy nó sẽ sang số nhanh, sang số sớm hơn Zin, thì cảm giác lái nó sẽ thoải mái hơn, êm hơn, hạn chế tối đa cái hiện tượng mà giật giữa các số luôn. Vừa thoải mái hơn nhưng mà nó vừa theo ý của người lái hơn. Đúng rồi. Không có bị kiểu cà lăm hộp số khó chịu nữa đúng không? Đúng rồi. Đó. Coi như là chúng ta remix cái thuật toán của hộp số thôi. Và nó khắc phục được những cái gọi là điểm chưa hoàn hảo nguyên bản của chiếc xe này. Đúng rồi. Tới đây có lẽ nhiều bạn, nhiều thánh sẽ vào cho câu này. Ui giời ơi, mấy ông làm gì mà qua được kỹ sư hãng mà đòi đi khắc phục cái nguyên bản của người ta đúng không? Đúng rồi. Đây, để mình phân tích cho các bạn hiểu nha. Đó là thị trường Việt Nam á, thật ra năm bán cái dòng xe này được chắc mấy chục ngàn xe đúng không? Đúng rồi. Thị trường nó quá nhỏ so với lại những cái thị trường, ví dụ như là châu Âu, ví dụ như là Úc đi. Châu Âu với Úc một năm ta bán cả mấy trăm ngàn xe, cả triệu xe cho một cái dòng như này. Thì dĩ nhiên là người ta sẽ ưu tiên tuôn cái xe phù hợp cho những cái thị trường đó nhiều hơn là thị trường nhỏ như là Việt Nam. Đúng rồi. Mà các bạn nghĩ đi, bên châu Âu, bên Úc mà ra đường người ta chạy có kiểu kẹt xe trong thành phố như mình đâu. Ra đường là coi như là đường thoáng, đạp hết ngã số đúng không? Đó, thành ra là cái kiểu tuôn nguyên bản của những chiếc Ford xài hộp số 10 cấp á, đó là nó ưu tiên cho cái việc tải nặng và cái việc đề ba. Đúng không anh Đức? Đúng rồi. Và hiếm khi nào mà người ta lái riu riu ở những cái tải thấp như mình. Thường thì khoai cũng đi mấy nước Thái rồi Úc, cái nước ngoài người ta lái mấy xe thì mình cũng thấy rồi, đèn xanh phát là hết gã số, hết gã số, đạp lũng sàn luôn. Với lại một cái nữa là bên nước ngoài người ta đi bán tải, người ta không có đi cà phê. Đúng chỉ rồi. Có Việt Nam mới là bán tải đi cà phê thôi, bên nước ngoài là người ta đi cày, thành ra là người ta cần cái số thấp á, nó càng bốc càng tốt. Thêm một cái nữa là cái giữ cái tua cao hơn để sang số đúng không? Đúng rồi. Thì nó đảm bảo cái độ tải tốt hơn cho chiếc xe. Còn Việt Nam thì cái điều đó khiến cho cái việc đi phố á, cái xe lúc nào nó cũng nôn nao, càng nhịp nè. Đi nó mệt người, nó dễ say xe các bạn ạ. Thành ra bây giờ chúng ta khắc phục cái điểm đó, coi như là mình địa phương hóa cái thuật toán hộp số nó phù hợp với lại điều kiện chạy, cái tính chất ở Việt Nam hơn thôi. Cá nhân hóa theo ý thích của người lái. Đó. Coi như là chúng ta giống như là bây giờ các bạn thay vì mua một cái áo casual là một size vừa hết đi, thì bây giờ chúng ta remix hộp số kiểu như là chúng ta đặt may một cái vest. Đúng. Nó rất là khít với lại cái size của chúng ta, cái cỡ của chúng ta. Thì đó, các bạn cứ tìm tới bác sĩ Đức đi. Nhưng mà nói về cái phần mà mình tinh chỉnh trong cái map á,
thì giống như là mình chỉ sắp xếp lại cái vòng tour theo ý mình thích để cho nó sang số thôi. Và ở đây mình thấy là cái giữa các số với nhau, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 nó sang số nó ngâm rất là lâu. Nguyên bản đúng không? Nguyên bản á. Ok, thì cái thời gian cắt số nó lâu cho nên là mình sẽ tinh chỉnh lại cho nó giảm thời gian cắt số xuống để cho thời gian chuyển số nó nhanh và nó mượt hơn, mình không có cảm thấy bị giật. Đó. Ok, thôi bây giờ chắc là chúng ta minh họa cái đi ha, kiếm chỗ nào dừng xong rồi mình tăng tốc từ từ. Thì bây giờ mình sẽ tăng tốc. Thường thì anh em sẽ đi trong phố tăng tốc từ từ đó, nhưng bây giờ nó nhảy ở khoảng từ 1.500 đến 1.800 thôi. Đó, là nó nhảy số rồi. Okay. Và cái thời gian nó tích qua số rất là nhanh, mình sẽ không có cảm nhận được cái độ giật của nó nhiều như trước. Đó. Nguyên bản thì vòng tour bao nhiêu mới chuyển anh? Nguyên bản thì từ 2.000 đến 2.500 cho số 1, 2, 3, 4. Cao vậy hả? Cho nên là mọi người chạy sẽ thấy sao xe nó gào dữ. Thực ra là cái thuật toán hợp số nó lại là cái xe nó như vậy. Thì ở đây giống như mình sắp xếp lại cái thời gian chuyển số của số 1, 2, 3, 4, 5 để cho nó phù hợp với cái thói quen lái của mình đó. Thì xe nó sẽ mượt hơn đó. Và ở đây nó thêm một cái nữa là mình phân tích trên cái thuật toán của xe Ranger Next Gen đó. Chiếc quay trắc 10 cấp thì nó sang số rất là nhanh và mượt. Mình có thể mô phỏng được 80-90% cái thuật toán của cái xe mới trên chiếc xe này luôn. Đó, thì mà ở các cái tốc độ mà cruising đi đường trường thì 60 có thể nó đi số 7 rồi, và 70 nó đi số 8 luôn. Đó. Thì vòng tua luôn luôn duy trì thấp để cho cái tiếng máy nó bớt gào. Coi như là chỉ chỉnh ở số 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Còn 6, 7, 8, 9, 10 thì anh vẫn không có tinh chỉnh gì nhiều. 6, 7, 8, 9, 10 thì mình có tinh chỉnh nhẹ một chút để cho nó có cái hành vi lái và sang số gần giống như cái xe Next Gen luôn. Đó, như hồi nãy vừa nói đó. Đó. Không biết là các bạn có thấy trong cái phần mình chia khung hình so sánh không ha? Nhưng mà sau khi remix cái hộp số trên chiếc Ranger Raptor này xong á, các bạn để ý cái bước chuyển số đi, là cái tua máy sau khi mà remap hộp số xong nó nhảy rất là nhanh, kiểu như là còn đời cũ nha, nó kiểu như vậy nè. Nó kiểu như là cái bước chuyển số của nó, nhìn vào cái đồng hồ tua các bạn sẽ thấy là cái kim của nó nhảy chậm hơn hẳn so với lại sau khi remap hộp số luôn đấy. Coi như là bây giờ cái bước chuyển số nó nhanh hơn thì cái hành vi, cái cảm giác lái của xe nó sẽ thể thao hơn chút. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là mặc dù chuyển số nhanh hơn nhưng mà nó không có bị giật. Cắt số, chuyển số khá là mượt. Đúng rồi, nó vẫn gọn gàng, đủ mượt. Đấy, như vậy là ngon nha. Chứ còn mà remix bậy bạ là có thể là gây giật đó. Thật ra là cái vụ remix, remap hộp số này cũng không phải là quá xa lạ đâu. Mà trước đây em thấy là cái xe BMW cũng khá nhiều người ứng dụng cái remap hộp số rồi, nhưng mà là xài bản map của bên nước ngoài. Đúng rồi. Nhưng mà với xe BMW thì họ sẽ remap hộp số theo cái kiểu là tối ưu hóa cho cái việc bắt số nhanh. Và nó tối ưu theo cái bản map công suất. Đó. Đấy. Thì lại một lần nữa cái việc remix, remap hộp số nó thứ nhất là địa phương hóa cho phù hợp với lại cái điều kiện chạy Việt Nam. Thứ hai là cá nhân hóa theo cái gu chạy của các bạn luôn. Các bạn thích thể thao, ok, sẽ remap cho cái hộp số bắt số nhanh, nhanh nhất có thể luôn. Mà nếu mà ép quá thì nó có thể là hơi giật đúng không anh? Đúng rồi, ép quá thì giống như mình chạy xe côn, mình canh lá côn sát lại, lúc bóp côn cắt ra thì nó sẽ giật, hơi giật một chút. Còn mà muốn thoải mái tiết kiệm thì ok, sẽ remap cho cái xe nó chuyển số sớm hơn, ở cái vòng tua thấp hơn. Đúng như rồi. Là cái Ranger Raptor này. Nãy giờ chưa nói tới việc tiết kiệm nha. Cái việc mà remap cho hộp số chiếc xe này sang số ở giải tour thấp á thì hứa hẹn là nó sẽ tiết kiệm hơn nữa đúng không anh Đức? Đúng rồi. Cái đó thì mình chưa có thời gian để mình làm một cái tour đi đường dài để mình đánh giá lại cái phần mà tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà theo lý thuyết thì duy trì được cái vòng tua thấp trên một cái tốc độ đều thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Đó.
thật ra là cái vụ mà remap cho cái tua máy sang số ở dãy tua thấp hơn nó không có lạ lắm, bởi vì em thấy là cái thuật toán học số của Porsche họ ép cái tua máy chuyển số rất là thấp luôn, đúng không? Đúng rồi. Thành ra là Porsche chạy tiết kiệm giá mang luôn đó. Các bạn thông tin thì cứ đi thử một chiếc Porsche đi xem, là không phải tự nhiên mà Porsche vừa chạy nhanh mà nó lại vừa tiết kiệm đâu, thuật toán học số cả đấy. Đúng rồi. Thôi mình hé lộ tới đây đủ rồi. Còn mà mấy ông nào mà thấy tò mò nữa ha, ok, cứ việc sang bác sĩ Đức, bác sĩ Ô để mà thử cái món remix, remap hộp số theo ý, theo cái nhu cầu chạy của mình. Và để xem nữa là sau khi remap xe có tiết kiệm hơn hay không nha. Rồi. Vậy đi cho nó vui, chứ bây giờ hé lộ hết thì nó lại không còn nhiều cái vui nữa. Đúng rồi. Ok. Rồi, xin chào cả nhà nha. Xin chào.